Lịch sử là những bài học mà các tiền nhân đã để lại cho hậu thế để chúng ta xem xét, học hỏi mà đưa ra đánh giá. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn luận về ý nghĩa của những cải cách về tư tưởng, văn hóa của Hồ Quý Ly dưới triều nhà Hồ và cùng đánh giá về những hiệu quả và những hạn chế những cải cách ấy mang lại. Trước hết, Hồ Quý Ly sinh năm Ất Hợi 1335, tự là Lý Nguyên, vốn thuộc dòng dõi họ Hồ ở đất Quỳnh Lưu, Nghệ An. Tổ bốn đời của ông chuyển ra Hương Đại Lại, nay thuộc xã Hà Đông, Hà Trung, Thanh Hóa. Những cải cách về tư tưởng, văn hóa của Hồ Quý Ly. Khi giành được chính quyền, ông trực tiếp điều khiển công cuộc cải cách trên cương vị một nhà vua, một thái thượng hoàng. Các chính sách cải cách của Hồ Quý Ly rất toàn diện, táo bạo trên khắp các lĩnh vực chính trị, hành chính, quốc phòng, tài chính, tư tưởng, văn hóa xã hội, giáo dục. Trong đó, cải cách về tư tưởng, văn hóa, giáo dục được coi là tiến bộ nhất. Về văn hóa, tư tưởng, cải cách của Hồ Quý Ly thể hiện tinh thần phát huy văn hóa dân tộc, đề cao chữ quốc ngữ, chữ nôm, đồng thời bài bác tư tưởng các thánh hiền Trung Quốc mà gần như toàn thế giới nho sĩ bấy giờ vẫn coi là bất khả xâm phạm. Về giáo dục, nội dung cải cách thể hiện tinh thần yêu nước, tính đại chúng và gắn bó với cuộc sống. Về mặt chính trị, năm 1397, Hồ Quý Ly đặt quy chế về hệ thống quan lại địa phương, thống nhất việc quản lý từ trên xuống. Các chức an phủ sứ ở lộ phải quản toàn bộ các lộ, phủ, châu, huyện trong lộ của mình. Ngoài ra còn quản chung toàn bộ các việc về hộ tịch, thuế khóa và kiện tụng. Lộ trực tiếp chịu trách nhiệm cho Trung ương, như thế có nghĩa là thắt chặt hơn về mặt chính trị và nâng cao quyền lực của nhà nước Trung ương. Đó là một cải cách quan trọng về mặt chính trị theo xu hướng Trung ương tập quyền. Còn về mặt xã hội, Hồ Quý Ly thiết lập sở quản tế, như ti y tế ngày nay, một loại bệnh viện công, chữa bệnh bằng châm cứu và lập kho bán thóc rẻ cho người nghèo. Việc ông ban hành cân, thước, đấu và thương để thống nhất đo lường cũng góp phần làm tăng thêm giá trị văn minh của đời sống xã hội. Những biện pháp cải cách về văn hóa của Hồ Quý Ly đã tạo nền tảng tư tưởng cho cải cách giáo dục. Trước khi nắm quyền điều hành triều chính, tháng 12 năm Nhâm Thân năm 1392, Hồ Quý Ly đã soạn sách Minh Đạo làm sáng tỏ đạo nho. Có người hiểu Minh Đạo nghĩa là con đường sáng, gồm 14 thiên dâng lên Thái Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông